Vóc người của nàng cao ráo, lồi lõm hợp lý, đã sớm dậy thì tốt vô cùng. Làng thoáng ưỡn người trở về phía trước, đường cong mỹ lệ lộ ra. Trong ánh sáng mặt trời chiếu rọi, toàn thân đều bao phủ một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, khác nào như tiên nữ sáng chấn. Khẽ kém lại mái tóc dài của chính mình, nàng xoay người lại cầm lấy quần áo. Tách một tiếng vang khẽ đột nhiên xuất hiện. Tuy là ở trong sân, các loại âm thanh huyễn náo này của tự nhiên vẫn tồn tại, tiếng tách của chất lỏng rơi xuống đất cũng tuyệt đối không rõ ràng. Nhưng đối với Nguyên Đơn Dạ Huy lại là tài tính mắt tinh mà thôi thì lại rất rõ ràng. Nàng nhanh chóng xoay người lại, đồng thời thì áo khoác trèo lên trên người, ánh mắt gần như ngưng trệ nhìn vào phía âm thanh kia truyền đến. Trên mặt đất không biết từ lúc nào có thêm một giọt máu tươi, huyết dịch đỏ tươi ở trong sân đặc biệt rõ ràng. Nguyên Ân Dạ Huy lúc này thét lên một tiếng chói tai, thân thể mềm mại bỗng nhiên vọt lên trên, đang ở giữa không trung, hình thể cũng đã bắt đầu bành trướng lớn lên, thái thần cự viên võ hồn được phóng thích ra. Bên trong rừng cây, một thanh âm yếu ớt truyền đến, đừng động thủ, ta vừa mới đến, ta không phải là cố ý nhìn thấy. Trong tiếng kêu gào thê thảm, một bóng người từ trên trời giáng xuống, thân hình cấp tốc lấp lóe, khác nào như là huyễn ảnh chối chết chạy trốn ở trong sân. Thân ảnh khổng lồ của Nguyên Ân Dạ Huy lúc này từng quyền nổ ra, ở trên không trung không ngừng truyền đến tiếng khí bão, pháo không khí đủ để khiến cho đá thẳng nát tan đó, trời ạ. Người kia lại trần như lướn, tốc độ nhanh cực kỳ, trong lúc nhất thời trong sân bóng người tầng tầng, không một trong một chốc này, Nguyên Ân Dạ Huy lúc này vẫn đúng là không thể đánh trúng được thân thể của hắn. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Nguyên Ân Dạ Huy lúc này và lúc này đã nhận ra được dáng dấp của đối phương, còn có thể không phải là Tạ Giải hay sao? Thời điểm khi mà nàng phát hiện ra người này là Tạ Giải, cái ý niệm đầu tiên trong đầu chính là tại sao lại là hắn, lại là người này. Tạ Giải vừa chạy, vừa rụ rụi cái mũi chảy máu cam vừa gây rắc rối của chính mình, cảm giác xung động mãnh liệt ở trong lòng vẫn như hồi phục lại. Nguyên lai, cái tên này sau khi về nhà, cùng với người nhà đoàn tụ mấy ngày liền bắt đầu tu luyện, nhưng không hiểu tại sao cảm giác ở nhà tu luyện nói chung khiến cho hắn không cảm thấy tiến bộ nhanh như lúc ở học viện. Vừa nghe tới học viện bên này, cả Đường Phủ Lân cùng với Nguyên Dạ Huy đều có mặt, hắn liền động tâm tư, quyết định quay trở về sớm một chút, cùng với bọn họ đồng thời tu luyện. Hắn đúng là vừa mới đến, là một gã mẫn công hệ chiến hồn sứ, hơn nữa, hắn lại dự định cho Đường Phủ Lân cùng với Nguyên Dạ Huy một niềm vui bất ngờ, cho nên mới phải lặng yên không một tiếng động nhìn vào trong sân. Ok anh em, chính vì sự dũng cảm của Tạ Giải, anh em cho mình một like là anh em ơi. Thời điểm hắn đến, vừa vặn nhìn thấy Nguyên Ân Dạ Huy lúc này đang vươn vai ưỡn ngực, những đường cong đầy mê người của nàng được toàn diện phô bày ở trước mặt của hắn. Tuy rằng chỉ nhìn thấy ở trong nháy mắt, nhưng chính ở trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy một dòng máu nóng tràn lên trên não. Hắn còn chưa kịp lùi lại, mũi chẳng hiểu vì sao bỗng nhiên có một giọt máu tươi nhỏ xuống một cách tách một cái. Lúc này mới dẫn tới loạt công kích như cuồng phong vũ bão của Nguyên Ân Dạ Huy. Ta sẽ âm thầm kêu khổ ở trong lòng, tinh khí của Nguyên Ân Dạ Huy lúc này hắn hiểu rõ vô cùng. Thật vất vả quan hệ giữa hai người mới hoàn hoãn lại được hơn đôi chút. Ngờ đâu lại sinh ra chuyện như vậy. Đại tỷ á, oan uổng quá đi mà. Nguyên Ân Dạ Huy lúc này ngờ đầu lại đi rửa ráy ở trong sân, đâu phải là hắn cố ý nhìn, nàng năm sao lại không tắm ở trong phòng của mình cơ chứ, thật là oan uổng quá. Nhưng mà Nguyên Ân Dạ Huy chịu ngừng lại giảng đạo lý của hắn hay sao? Đáp án đương nhiên chính là không. Pháo không khí kia không chút lưu tính nổ tung ở trên không trung, sóng năng lượng mãnh liệt không ngừng bạo tạc. Tạ Giải đem tuyệt học đường môn, quy ảnh mê tung bộ lúc này triển khai đến cực hạn, lúc này mới có thể miễn cưỡng sống sót qua khẽ hở của loạt pháo không khí khủng bố kia. Một học kỳ vừa qua, hắn vẫn luôn phi thường nỗ lực, hiện tại thì quy ảnh mê tung bộ cũng coi như là tạm ổn chút chút, toàn lực lẻ tránh. Nguyên Ân Dạ Huy lúc này ở trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp nào bắt được hắn. Ngươi dừng lại cho ta. Nguyên Ân Dạ Huy lúc này gào thét đầy phẫn nộ. Ta không dừng, ta không muốn chết. Tạ Giải vừa kêu thảm vừa càng chạy nhanh hơn. Kỳ thực thì hắn hiện tại có thể lao ra khỏi ký túc xá công động sinh. Thế nhưng mà coi như là ở trong kỳ nghỉ, học viện cũng nhất định sẽ có các lão sư. Một khi bị phát hiện bọn họ động thủ ở trong học viện, chẳng phải là lại bị xử phạt nữa hay sao? Hơn nữa, Nguyên Ân Dạ Huy bị một người con trai nhìn thấy đang tắm rửa, loại chuyện này chuyển đi sở bên ngoài cũng quá mất mặt. Dù cho có không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho Nguyên Ân Dạ Huy. Vì lẽ đó, hắn tuy rằng né tránh đã vô cùng chật vật, vẫn như cũ không hề xông ra bên ngoài, cắn răng cố nhịn. Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát được sao? Nguyên Ân Dạ Huy lúc này quát to một tiếng, hai tay đột nhiên vỗ một cái ở trước ngực. Cùng với lúc đó, hồn hoàn thứ tư trên người tỏa sáng, cự mà thái thản.
Thân thể lần thứ hai bành trướng, song quyền trước sau vung ra ở trên không trung. Một đoàn pháo không khí vô cùng cường thịnh bay vụt đến khu nhà nhỏ ở giữa ký túc xá. Tiếp đó lại một đoàn pháo không khí thứ hai từ phía sau nhanh như tia chớp đuổi theo. Hai đoàn pháo không khí lúc này đụng vào nhau ở trên không trung, sinh ra một tiếng nổ vang trầm thấp. Ầm một tiếng, gợn sóng không khí bay tán loạn tứ phía. Tạ Dài đang lao nhanh khắp nơi nhất thời bị dư âm sóng năng lượng này hất tung lên. Trời ơi, sao nàng lại mạnh như vậy? Cùng lúc khi mà Tạ Dài bị đánh bay, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Mấy hôm không giao thủ với Nguyên Ân, nàng rõ ràng đã cường lại hơn rất nhiều so với lần thi đấu giao lưu đó. Thân thể cự mà thái thản khổng lồ của Nguyên Ân Giáo Huy lúc này phóng vọt lên trên trời khác nào đạn pháo, hầu như chỉ ở trong vòng một nhịp hồi thở liền đuổi kịp Tạ Dài đang bị hất bay lên trên không trung. Khi thế áp bức cường thịnh, Tạ Dài nhìn thấy một cái bóng đen cực kỳ lớn bao phủ ở lên trên thân thể của chính mình. Thế nhưng mà trải qua sự truy đuổi trước đó, tâm thái của Tạ Dài cũng đã vững vàng hơn rất nhiều. Hồn hoàn thứ ba ở trên người lóe lên, quang long phân thân được triển khai. Thân thể hơi lắc nhẹ một cái ở trên không trung, trong nháy mắt chia ra làm hai, hóa thành hai đạo thân ảnh. Sau đó thì hai đạo thân ảnh này tung bốn trường chạm vào nhau. Nhất thời, ở trong nháy mắt khi mà Nguyên Ân Giáo Huy nhào đến, hai tên Tạ Dài đồng thời lộn vòng bay ngang sang hai bên, phi thân tránh sang bên ngoài. Hả? Nguyên Ân Giáo Huy lúc này vốn cho rằng đòn đánh của chính mình đã đem hắn ta đưa vào trạng thái bị động, lại không ngờ rằng Tạ Dài lại có phương pháp chạy trốn như vậy. Nhưng mà phản ứng của nàng cũng cực kỳ nhanh, hai tay đưa lên, hai đoàn pháo không khí đồng thời lổ ra, phân biệt đuổi theo hai tên Tạ Dài. Một gã Tạ Dài điểm nhẹ mũi chân nóc nhà, nhảy bật lên trên cao trên không, một gã còn lại thì triển ra quỷ ảnh mê tung bộ, lăn lộn sang ngang, trực tiếp lăn hướng xuống mặt đất, hai kiểu ứng đối hoàn toàn không giống nhau. Hai cái phân thân này được hai luồng tư tưởng khác nhau điều khiển, Tạ Dài quả thực là hao tâm tổn sức, dồn không ít công phu vào kỹ thuật này, và lúc này công dụng kỳ diệu của nó mới được hiện ra. Pháo không khí của Nguyên Ân Dạ Húy tuy rằng cường đại, nhưng dù sao không phải công kích bao phủ trên diện rộng. Hơn nữa, đây còn là ở trong ký túc xá cùng đóng sinh, nàng ra tay cũng có phần kiêng dè, không cách nào phát huy ra được toàn bộ thực lực. Ở trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Dài lăn tới lăn lộn cũng là hai đạo phân thân khắc mọi ngóc ngách, đúng là nàng không cách nào bắt được hắn. Có bản lĩnh thì người đừng có chạy, Nguyên Ân Dạ Húy lúc này gầm lên. Có ngu mới không chạy. Tạ Dài lúc này có một chút không phục diễn dĩ, bị truy sát kiểu này thật sự hắn cũng có một chút bất nghen. Nguyên Ân thật sự không hề hạ thủ lưu tình mà, vừa nãy nếu như pháo không khí đánh trúng vào người, khẳng định là sẽ bị lột một lớp da, bị nàng bắt được còn toàn mạng được hay sao? Ta trúng mắt lên xem người chạy đi đâu. Thân hình của Nguyên Ân Giáo Huy lúc này đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, một đôi cánh đen chuyển dạng rộng mở ở phía sau lưng, nàng phóng thích ra võ hồn thứ hai của chính mình, Đọa Lạc Thiên Sứ. Đọa Lạc Thiên Sứ của nàng hiện tại mới chỉ có 3 cái hồn hoàn, nhưng thay đổi hồn hoàn, độ bùng nổ tăng vọt, tay phải xuất ra một chiêu hư ảo, ma kiếm tới tay, vần quanh một vòng ở trên không trung, nhất thời năng lượng hắc ám to lớn gieo rắc bốn phía. Hắc ám thiên mạc. Hắc ám thiên mạc này của Nguyên Ân Giáo Huy vừa có tính chất công kích, nhưng mà một khi bị bảo phủ lại, còn có hiệu quả khống chế rất mạnh. Từ sau khi thất bại ở trong tay của tiểu đội của Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Húy tu luyện đặc biệt khắc khổ, hai đại võ hồn của chính nàng đều thuộc vào hàng đầu. Chỉ từ riêng năng lực đặc thù của võ hồn đã đủ để thực lực của nàng có thể có ưu thế rất lớn rồi. Lúc này thì Hắc Ám Thiên Mạc chính là nàng lấy đặc tính của Đọa Lạc Thiên Sứ để triển khai, trong nháy mắt mạnh mẽ phóng thích ra hơn 1/3 hồn lực để tạo lên Hắc Ám Thiên Mạc, chậm rãi ăn mòn đối thủ, quần khống ở trên phạm vi sóng. Năng lực viễn công cùng với cận chiến của Nguyên Ân Dạ Húy đều mạnh phi thường. Vấn đề duy nhất chính là không đủ linh hoạt. Mỗi khi gặp phải đối thủ có tốc độ đặc biệt nhanh sẽ có vấn đề. Giống như khi nàng đối mặt với Tạ Dài, vì lẽ đó nàng mới tự nghĩ ra được tuyệt kỹ Hắc Ám Thiên Mạc của Đọa Lạc Thiên Sứ võ hồn này, giúp cho nàng có thể ở trong thời gian ngắn khống chế được đối thủ. Tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng chỉ cần có thể cho nàng cơ hội tiếp cận đối thủ như vậy, dựa vào uy lực của Thái Thản Cựu Viên, nhất định có thể làm cho đối thủ bị trọng thương. Thật là bất hạnh, Tạ Dài trở thành vật thí nghiệm đầu tiên cho tuyệt kỹ Hắc Ám Thiên Mạc này của nàng. Hai đạo phân thân của Tạ Dài chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng, phảng phất rơi vào trong bùi lầy vậy. Để đối chọi với lại năng lực ăn mòn của Hắc Ám, quang thuộc tính của bản thân hắn vô cùng được phóng thích ra, nhưng mà tốc độ cũng bị hạ xuống, quy ảnh mê tung bộ chịu phải sự hạn chế cực kỳ lớn.
Sau đó hắn liền nhìn thấy thân thể của Nguyên Anh Dạ Huy một lần nữa bành trướng lớn lên. Lúc này đúng vậy, Thái Thần Cự Viên đã lại tái hiện. Ngay sau đó, một phân thân ở trong nháy mắt bị Thái Thần Cự Viên oanh kích hóa thành bọt nước. Nguyên Ân Dạ Huy hiểu rất rõ kỹ năng phân thân này của Tạ Sái, chỉ cần còn có phân thân, bản thể sẽ không thật sự bị trọng thương, cho nên nàng hạ thủ đối với thân phân thân đầu tiên này không hề lưu tình chút nào. Sau đó bỗng nhiên thu tay lại, trước khi mà hắc ám thiên mạc kết thúc, nàng đã lướt đến trước bản thể của Tạ Sái, lệnh thẳng một quyền về phía cậu ta. Không hiểu tại sao, Tạ Sái đột nhiên cảm giác được sức mạnh đòn đánh này của Nguyên Ân Dạ Huy lúc này giống như thu liễm lại rất nhiều, cũng không phải là pháo không khí. Nàng đang hạ thủ lưu tình hay sao? Trốn đã trốn không được, Tạ Sái cũng không có ý định dùng hồn kỹ gắng gượng chống đỡ, chỉ đành nhắm mắt lại, hai tay bắt chéo trước ngực, khắp khuôn mặt mà nụ cười khổ. Ầm một tiếng, sóng khí lúc này lan tràn ra, Tạ Sái ngã bật ngửa ra sau vài bước. Nhưng hắn kinh ngạc vì không hề cảm nhận được một chút thống khổ nào truyền đến. Thời điểm hắn mở mắt ra, đã nhìn thấy một luồng hào quang màu vàng kim rực rỡ. Không biết từ lúc nào trước mặt của mình đã nhiều hơn một người. Từ phía sau, bờ vai, phía sau lưng và trên cánh tay phải của cậu ta đều bao trùm vảy màu vàng kim óng ả. Mỗi một mảnh vảy này đều nhô ra ngoài cực kỳ sinh động. Tấm lưng của cậu ta thật rộng lớn, vĩ đại, làm cho người ta có một loại cảm giác đầy kiên cố. Che ở phía trước nắm đấm của Nguyên Ân Dạ Huy chính là một bàn tay của chàng trai này.